Tiếp tục là thông tin liên quan đến vụ nổ đền thờ tại Pakistan đã khiến hơn 100 người thiệt mạng. Hôm 2 tháng 2 vừa qua, giới chức nước này đã công bố chi tiết mới liên quan đến đối tượng đánh bầm liều chết. Theo đó, đối tượng này mặc đồng phục cảnh sát và đội bộ bảo hiểm khi thực hiện vụ tấn công trên. Phát biểu trước báo giới, người đứng đầu lực lượng cảnh sát tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, ông Moazam Jan Asari cho biết, lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ ngày hôm đó đã không kiểm tra đối tượng này bởi đối tượng mặc đồng phục cảnh sát và đây là lỗ hổng của an ninh. sau quá trình điều tra và xem xét hình ảnh chứng cứ thu thập được qua hệ thống camera. Chúng tôi đã có manh mối rõ ràng xác định danh tính kẻ đánh bom, song chưa thể công bố cụ thể. Ông Ansari khẳng định có một mạng lưới đằng sau kẻ đánh bom này và cơ quan chức năng Pakistan vẫn đang điều tra. Vụ đánh bom liều chết xảy ra vào ngày 30 tháng 1 tại đền thờ Hồi giáo nằm trong khu tổ hợp có trụ sở cơ quan cảnh sát tỉnh và một đơn vị cảnh sát chống khủng bố của thành phố Peshawar, một trong những khu vực được kiểm soát chặt chẽ nhất của thành phố. Hiện các nhà điều tra thuộc các cơ quan tình báo và cơ quan chống khủng bố của Pakistan đang tập trung điều tra để xác định cách thức kẻ tấn công vượt qua hàng rào an ninh chặt chẽ này. Ngày 1 tháng 2, cảnh sát Pakistan đã bắt giữ một số đối tượng tình nghi.